Em mến chào tất cả cô chú anh chị đã trở lại với kênh của em ha. Anh chị nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh á thì hãy đăng ký kênh để cập nhật được những giá sầu riêng mỗi ngày cũng như là thông tin về sầu riêng ha. Thì như thường lệ thì trước khi mà em cập nhật cho anh chị về giá thì em sẽ cập nhật cho anh chị về thông tin. Thông tin ngày hôm nay là có một thông tin trên những cái hội nhóm và một thông tin trên kênh của em ha. Thì trên hội nhóm là hôm qua nay là rất nhiều anh chị là đưa cái tin là cũng như là những cái đoạn video anh chị là lái vô nhà vườn á, chê cơm sượng các kiểu, mà trong khi đó là cắt đợt 1 rồi, cái đợt 2 là kiểu như là giá nó thấp anh chị, người ta không có muốn cắt, người ta kiếm chuyện là chê là cái gì sầu riêng mình không đạt này nọ đó, đặng lấy cọc lại đó. Thì nhà vườn rất là búp xúp nha anh chị ha. Nói chung là nhà vườn với thương lái là chơi đấu vật luôn á. Thì cái đoạn video đó thì em cũng có up lên trang shop của em á, thì anh chị có thể là vào xem. Và một cái thông tin thứ hai á, là cái kênh Facebook á, là Mèo Béo TV nha anh chị ha. Thì nó thấy những cái đoạn mà video mà em up ở trên kênh á, nó lấy về nó đăng tải ở bên Facebook nha anh chị, là nó ghi là cái thương hiệu của nó là Mèo Béo TV luôn. Và nó song song đó thì nó sẽ có chèn những cái mà logo game mà dạng là không có hợp pháp nha anh chị ha. Anh chị lưu ý khi mà lỡ mà có xem được những cái đoạn video đó thì anh chị report nha, và anh chị không có tải những cái ứng dụng đó, tại vì nó là những ứng dụng là dạng là phạm pháp, mình không có chơi được nha anh chị ha. Tuy rằng là cái tiếng nói của em nhưng mà nó là một cái tài khoản khác, nó lấy là hai cái tài khoản nha anh chị ha. Một là Mèo Béo TV, hai là Xàm Chút Thôi hay gì đó. Video là em hay chèn cái logo vô nha anh chị ha, nhưng mà nó vẫn che được nha anh chị, thì anh chị lưu ý ha. Thì đó là một cái thông tin em muốn chia sẻ cho đến anh chị. Rồi thì bây giờ em sẽ cập nhật cái giá sầu riêng để cho anh chị mình cùng tham khảo về cái giá nha. Thì đầu tiên thì em sẽ cập nhật tại kho Tú Nguyễn nha anh chị ha. Kho này là phát giá tại khu vực miền Đông cũng như là khu vực Đắk Lắk ha. Thì đối với mà hàng thái lỗi nhất thì sẽ dao động từ mức giá từ 83.000 cho đến là 86.000, trái là từ 1,9 kg cho đến là 5 kg, và loại B của mình thì sẽ dao động từ mức giá từ 63.000 cho đến là 66.000, trái là từ 1,8 kg cho đến là 5,5 kg ha. Và hàng C của mình là 47.000, trái là từ 1,2 kg cho đến là 5,5 kg. Và hàng ri 6 của mình á là chỉ thu là hàng giả thôi nha anh chị ha, và mình có thể là mình thương lượng nha anh chị. Và số điện thoại để cho anh chị có thể là liên lạc ở khu vực là Đắk Lắk á là 0979 101 601 để gặp ngay em Tú nha. Và một số điện thoại nữa là ở khu vực miền Đông á là 097 5939 151 để gặp ngay em Tuyết nha anh chị. Thì đó là một cái kho đầu tiên. Tiếp tục là em sẽ cập nhật một cái kho khác nữa nè. Kho tiếp theo là em cập nhật tại kho Hải Thuận nha anh chị ha. Thì đối với mà hàng thái loại nhất á, thì sẽ dao động từ mức giá từ 82.000 cho đến là 85.000, trái từ 1,9 kg cho đến là 5 kg, và loại B của mình á, thì sẽ dao động từ mức giá từ 62.000 cho đến là 65.000, trái từ 1,8 kg cho đến là 5,5 kg. Và hàng C của mình là 46.000, trái từ 1,2 kg cho đến là 5,5 kg. Địa chỉ là tại kho 3 Nguyễn Trường Tộ, thị trấn Phước An, Ca Đông Bắc, Đắk Lắk nha anh chị. Và số điện thoại để cho anh chị có thể là liên lạc được á, là 0981 386 036. Và lưu ý là anh chị phải liên hệ là trước 3 giờ chiều ha, sau 3 giờ chiều là đã có một cái giá mới nha anh chị. Nhưng mà nói chung thì anh chị có hàng thì hãy gọi trước tất cả các kho luôn nha. Tiếp tục là em sẽ cập nhật tại kho Dương Tiến nha anh chị ha, tại vì cũng nhiều anh chị hỏi lắm. Thì kho Dương Tiến này thì sẽ thu là hàng dạt nha anh chị ha, không thu hàng nhất và hàng nhì, chỉ thu hàng dạt thôi. Và thu luôn cái hàng kem sượng nha anh chị ha, nói chung là hàng anh chị bán không được thì anh chị cứ liên hệ. Là số điện thoại là 0982 33 33 91 nha anh chị ha, để gặp ngay em Tuyến nha. Thì đối với mà hàng giạc á, thì đợt này là mua là 42.000 nha anh chị ha. Còn hàng kem sượng là từ 20 cho đến 25, nói chung là tùy theo cái mức độ sượng nha anh chị. Thì đó là vậy ha, số điện thoại thì em cũng đã đọc rồi. Thì địa chỉ là chi tiết tại là km 28 Ca Rông Bắc, Đắk Lắk nha anh chị. Số điện thoại là em đọc lại một lần nữa nè, 0982 33 33 91 ha. Rồi tiếp tục là em sẽ cập nhật cho anh chị một cái kho là mua giá cao hơn hồi nãy giờ nha anh chị ha. Vụ này của anh Trần Đại Dương ha. Thì đối với mà hàng thái lỗi nhất á, thì sẽ mua từ 83.000 cho đến là 87.000, trái từ 1,9 kg cho đến là 5,2 kg. Và loại B của mình á, là mua từ 63.000 cho đến là 67.000, trái từ 1,7 kg cho đến là 5,7 kg. Và hàng C của mình là thương lượng ha. Đối với hàng ri 6 là anh sẽ mua toàn khu vực Tây Nguyên luôn nha anh chị, nhưng mà cái giá là từ 55.000 cho đến là 57.000, trái từ 1,9 kg cho đến là 5,2 kg, là hàng loại A ha. Và hàng loại B á, là mua từ 40.000 cho đến là 42.000, trái từ 1,7 kg cho đến là 5,7 kg. Và hàng C của mình á, là thương lượng nha anh chị. Và số điện thoại để cho anh chị có thể là liên lạc được á, là 033 926 2262 để gặp ngay anh Dương ha. Em đọc lại một lần nữa nè, 033 926 2262 để gặp ngay anh Dương. Tại vì cũng có nhiều anh chị nói là em đọc nó hơi nhanh á anh chị,
thành ra là em đọc nó hai lần nha, để cho anh chị có thể là nghe rõ hơn, tại vì mấy anh chị mà lớn tuổi nghe không được, tại vì cái tánh em thì nói nó chuyện nó cũng hơi nhanh anh chị, chứ em cũng không có câu thời gian chi. Rồi tiếp tục là em sẽ cập nhật cho anh chị về hàng Musakin ha. Hôm nay thì cũng không có dựa nào gửi em thông tin Musakin á, thì hôm nay là có một dựa là gửi cho em là Musakin ha. Cái này là tại công ty XNK sầu riêng nha anh chị ha, cái tên công ty như vậy. Thì đối với mà hàng Musakin á, thì sẽ mua từ 65.000 cho đến là 70.000 là hàng nhất cho anh chị ha. Còn hàng nhì với hàng C là mình sẽ thương lượng ha. Còn hàng Ri 6 thì tại dựa này thì sẽ mua là từ 55.000 cho đến là 60.000, trái từ 1kg 9 cho đến là 5kg, và loại B của mình là sẽ mua từ 40.000 cho đến là 45.000, trái từ 1kg 8 cho đến là 5.5kg ha. Và hàng C của mình là thương lượng. Còn mà thái da luốc chân xanh nha anh chị ha, là sẽ mua từ 60.000 cho đến là 65.000. Còn đối với mà hàng thái nha anh chị ha, thì sẽ mua là từ 81.000 cho đến là 85.000, trái là từ 2kg cho đến là 5kg ha. Và loại B của mình là sẽ mua từ 61.000 cho đến là 65.000, trái từ 1kg 8 cho đến là 5.5kg. Và hàng thái mẫu ha, là sẽ mua từ 80.000 cho đến là 82.000, và loại B là từ 60.000 cho đến là 63.000 nha anh chị ha. Cái đó là em chia sẻ cho anh chị về cái hai cái giá, tại vì nó sẽ chênh lệch về cái số ký anh chị. Ví dụ như cái hàng mà mẫu á, cái hàng mẫu VIP á, thì cái trái của nó là phải từ 2kg trở lên. Còn đối với mà hàng mẫu thường anh chị, hàng mẫu dễ anh chị là sẽ mua là từ 80 cho đến 82, đó là trái từ 1kg 9 cho đến là 5.5kg, kiểu như vậy nha anh chị ha. Và số điện thoại để cho anh chị có thể là liên lạc được á, là 0938 547 647. Em đọc lại một lần nữa nè, 0938 547 647 để gặp ngay em Tâm nha. Tiếp tục là em sẽ cập nhật tại kho Tâm Hiền nha anh chị ha. Thì đối với mà hàng thái tại kho này á, thì sẽ mua từ 81.000 cho đến là 85.000, và lậu nhì á, thì sẽ là giảm 20 giá nha anh chị ha, có nghĩa là còn 61 cho đến 65. Và hàng C của mình là thương lượng ha, là hàng là bắt hàng quy cách là cơm vàng 7.5 tuổi nha anh chị, cơm vàng bọt ngọt nha, là mẫu là cực dễ luôn cộng tiền tươi. Thì đối với mà hàng thái là trên 2 tấn thì mới nhận nha anh chị. Thì đối với tỷ lệ 91 á, sẽ mua là 85.000, tỷ lệ 82 á, thì sẽ mua là 84.000, tỷ lệ 73 thì sẽ mua là 83.000, tỷ lệ 64 thì sẽ mua là 81.000, tỷ lệ 55 thì sẽ mua từ 78 hoặc là 77 ha. Và số điện thoại để cho anh chị có thể là liên lạc được á, là 0971 749 799 để gặp ngay anh Tâm ha. Rồi tiếp tục là em sẽ cập nhật tại dựa là Việt Long Hoa 001 nha anh chị. Dựa này cũng là một cái dựa lớn ha, và mua rất là nhiều khu vực luôn, ví dụ như là Lâm Đồng, Bảo Lộc này nè, rồi Đắk Lắk, rồi Đắk Nông. Nói chung là mua nhiều chỗ nha anh chị ha, nhưng mà cái giá của nó thì nó không có được cao so với những cái dựa mà lúc nãy hồi nãy em cập nhật nha anh chị. Thì đối với mà hàng thái loại nhất á, thì mua khoảng đâu là 81.000 thôi, và loại B của mình á, là 61.000, và hàng C của mình á, là 46.000, và hàng giạt lọt của anh chị ha là 36.000. Nó thì tại cái này là tại kho là 001 km 26 nha anh chị ha, Krông Bắc, Đắk Lắk. Thì anh chị cũng có thể là biết được ha. Còn theo cái tỷ lệ mà của trái á, thì đối với hàng A là tỷ lệ phải từ 1.9kg cho đến là 5.2kg ha, loại B là từ 1.8kg cho đến là 5.5kg, và hàng hai học nha anh chị ha, là từ 1.2kg cho đến là 6kg là hàng giạt đó. Còn hàng giạt lọt á, là từ 1kg cho đến là 6.5kg. Còn đối với mà hàng Ri 6 thì hiện tại là bây giờ là tạm ngưng nha anh chị ha. Và số điện thoại để cho anh chị có thể là liên lạc được á, là 094 227 7479 nha anh chị. Em đọc lại nè, 094 227 7479 để gặp ngay là anh Đức ha. Tiếp tục là em sẽ cập nhật cho anh chị một cái kho ở khu vực là Đồng Nai, miền Đông nha anh chị ha. Thì kho này thì phát giá là từ 84.000 cho đến là 87.000, trái từ 1.9kg cho đến là 5kg ha. Và loại B của mình là cũng là giảm 20 giá nha anh chị, là 64.000 cho đến là 67.000, trái từ 1.8kg cho đến là 5.5kg. Và hàng C của mình là 47.000, trái từ 1.2kg cho đến là 5.5kg ha. Thì cái này là tại Đồng Nai nha anh chị. Còn ở cái khu vực miền Tây của mình là hiện tại là bây giờ là mới làm bông thôi nha anh chị ha, là mới làm hoa thôi, chỉ có một số vườn nhỏ lẻ là người ta có, còn một số vườn lớn thì cũng chưa có cái số lượng tấn nó nhiều nha anh chị. Thành ra là bữa giờ nhiều anh chị là hỏi em là sao không cập nhật ở khu vực miền Tây. Thì thật sự luôn thì khi mà đến vụ anh chị thì mới có thông tin từ những dựa đang ta gửi thông tin cho em. Đa số thì những cái dựa ở Tây Nguyên với miền Đông thì còn sầu riêng á, thì sẽ gửi cho em ha. Thì em cũng có nhận quảng cáo những cái kho nha anh chị ha. Ở đây là em nhận quảng cáo miễn phí, em không có lấy cái gì hết nha anh chị ha. Nói chung là
em quảng cáo kho cho anh chị. Còn những anh nhà vườn mà kiểu như mà không hợp lý với cái giá lái đó đó thì anh chị cũng có thể là liên hệ em đó, anh chị cứ liên hệ em qua Telegram ha, là Thủy KTL ha, em có để ở phần trang chủ kênh đó. Anh chị cứ liên hệ em qua Telegram và gửi thông tin cái mặt trái của vườn của anh chị ha, và cũng như là cái giá mà mong muốn đó, thì em sẽ giúp anh chị là đăng cái đoạn mà video của anh chị lên hoặc là những hình ảnh của vườn của anh chị lên, và xem có những anh lái nằm ở trong miền Tây đó, hiện tại là lái ở trong miền Tây thì nó cũng ở không nhiều anh chị, thì người ta sẽ mua ha và sẽ bán vào những cái kho mà thích hợp ha. Em sẽ cập nhật cho anh chị một cái dựa mua sầu riêng giá cao nha anh chị ha, nhưng mà nói ngay là bắt sẽ khó nhanh ha, tỷ lệ nó sẽ từ là 73 ăn lên nha anh chị. Thì đối với mà hàng Thái mà lỗi nhất á, thì sẽ mua là 90.000 ha, trái là từ 2kg cho đến là 5kg. Còn đối với mà cái lỗi nhì của mình á, là sẽ mua là 70.000, có nghĩa là giảm 20 giá ha, trái từ 1.8kg cho đến là 5.5kg. Và hàng C của mình á, là sẽ thương lượng nha anh chị ha, yêu cầu á, là phải là cơm vàng bọc ngọt, cơm 7.5kg trở lên nha anh chị ha, da xanh gai nhím. Và số điện thoại để cho anh chị có thể là liên lạc được á, là 032 647 0690, đọc lại một lần nữa nha, 032 647 0690, để gặp ngay là chị Thu nha. Rồi thì em cũng xin được mến chào và hẹn gặp lại anh chị ở video ngày mai nha.